Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top KVN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Mitsubishi Xpander, một cái dòng xe 7 chỗ giá rẻ mà trong video ngày hôm nay, dịp nửa cuối còn lại của tháng 11 năm 2021 này, mình sẽ cập nhật cho quý anh chị các bạn về những cái chính sách giá, những cái chương trình ưu đãi, chương trình về khuyến mại, quà tặng, cũng như là mức giá lăn bánh mới nhất về Xpander trong dịp nửa cuối còn lại của tháng 11. Hiện tại thì ở trong phân khúc của Xpander 7 chỗ này đang được phân phối với 3 phiên bản, trong đó thì chúng ta sẽ có 2 phiên bản nhập khẩu và 1 phiên bản là lắp ráp trong nước. Với cái phiên bản nhập khẩu hiện tại thì chúng ta sẽ có phiên bản số tự động với mức giá hiện tại đang là 630 triệu đồng và phiên bản số sàn hiện tại với mức giá là 555 triệu đồng. Thì cả 3 phiên bản này thì ngay buổi chiều ngày hôm nay thôi thì mình vừa cập nhật những cái thông tin mới nhất về cái chương trình giá hiện tại cũng đang hỗ trợ đến tới 50% lệ phí trước bạ cho cả 2 phiên bản này. Như vậy thì cũng sẽ tương tự như những cái dòng xe lắp ráp trong nước và cái chương trình hỗ trợ này sẽ là ngay lập tức dành cho quý vị các bạn. Cùng với đó sẽ là những cái chương trình về quà tặng, về phụ kiện, về bảo hiểm sẽ cực kỳ linh động tại mỗi thời điểm khách hàng chúng ta làm hợp đồng và đặt cọc. Thì mình sẽ cập nhật về Xpander phiên bản số tự động trước. Đây là phiên bản nhập khẩu với mức giá đang là 630 triệu đồng. Thì cái chương trình hỗ trợ giá hiện tại của đại lý sẽ là hỗ trợ cho khách hàng là 50% lệ phí trước bạ. Đó, cùng với những cái chương trình về quà tặng phụ kiện sẽ cực kỳ là linh động các bạn nhé. Sau khi áp dụng cái chương trình khuyến mại ở trên thì ở đây mình có cập nhật lăn bánh ở tỉnh bản này. Chúng ta sẽ cần chuẩn bị là 648 triệu đồng là ở tỉnh, ở Hà Nội là 678 triệu và ở thành phố Hồ Chí Minh là 668 triệu đồng quý vị các bạn ạ. Số tiền này mình đang tính ở tỉnh là 10%, ở Hà Nội là 12%. Vì đây là một cái dòng xe nhập khẩu sẽ tính chuẩn theo mức giá hiện tại. Mình xin nhắc lại ở tỉnh là 648, Hà Nội là 678 và thành phố Hồ Chí Minh là 668. Thế còn phương án trả góp Xpander nhập khẩu này, số tự động này ở tỉnh ở đây mình có cập nhật tối thiểu các bạn cần chuẩn bị là 180 triệu đồng. Hà Nội là 214 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 200 triệu đồng các bạn ạ. Số tiền này đã bao gồm đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm thân vỏ. Có nghĩa là chúng ta sẽ không phát sinh bất cứ một cái chi phí nào với cái phương án trả góp cái dòng xe Xpander này, phiên bản số tự động này. Tiếp theo nữa là sang cái phiên bản số sàn. Số sàn hiện tại đang là 555 triệu thì chúng ta cũng được hỗ trợ là 50% lệ phí trước bạ. Thì sau khi áp dụng cái chương trình khuyến mại như vậy thì ở đây mình có cập nhật lăn bánh ở tỉnh, các bạn cần chuẩn bị là 579 triệu lăn bánh ở tỉnh. Hà Nội là 610 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 599 triệu đồng quý anh chị các bạn ạ. Đó, tỉnh 579, Hà Nội 610 và thành phố Hồ Chí Minh là 599 triệu đồng. Còn phương án trả góp Xpander phiên bản số sàn này ở tỉnh các bạn cần chuẩn bị tối thiểu là 163 triệu, Hà Nội tối thiểu là 194 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 183 triệu đồng quý anh chị các bạn ạ. Đó, cái phương án trả góp của Xpander số sàn hiện tại theo mình cập nhật mới nhất thì đại lý cũng đang có những cái chính sách hỗ trợ giá về cái phương án trả góp như này, thì đặc biệt đó là chính sách ưu đãi trong 12 tháng đầu tiên chúng ta sẽ áp dụng cái mức lãi là 0% với hầu như là tất cả những cái dòng xe của bên Mitsubishi các bạn ạ. Và đương nhiên cái chương trình quà tặng trong dịp nửa cuối còn lại của tháng này, đại lý sẽ có những chương trình quà tặng cực kỳ là linh động nhá. Ví dụ như là có thể tặng quý chị các bạn về dán kính cách nhiệt, hay là trải sàn da, hay là camera hành trình, hoặc là những cái phụ kiện gì đấy nó sẽ linh động tùy từng thời điểm. Và đặc biệt về cái mức giá thì theo mình cập nhật thì bên phía đại lý báo lại cũng sẽ có thể linh động được, nó sẽ tùy từng thời điểm các bạn nhé. Còn cái phương án trả góp thì hiện tại đại lý cũng đang hỗ trợ cực kỳ nhanh cho những anh chị khách hàng nào mà chúng ta có nhu cầu trả góp, đặc biệt với cái phiên bản số sàn, với những anh chị khách hàng nào mà chúng ta kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Hiện tại đại lý cũng chỉ cần hồ sơ bao gồm sổ hộ khẩu này, đăng ký kết hôn này, hoặc là những chứng minh thư, những cái giấy tờ cơ bản cá nhân của khách hàng mua xe, mà chúng ta cũng chỉ cần hình ảnh là bên đại lý đã có thể hoàn toàn xử lý nhanh gọn được cho quý chị các bạn rồi. Và đặc biệt sẽ là chính sách hỗ trợ về cái phương án trả góp đến tận nhà quý chị các bạn và làm thủ tục hồ sơ trong cái thời điểm dịch như này. Vậy thì ngay bên dưới góc trái màn hình này có cái số line của bên Top KVN, bên Mitsubishi, các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cái số line này để có thể nhận cái báo giá chương trình ưu đãi mới nhất, linh động được thêm cho cái dòng Xpander phiên bản nhập khẩu này. Và cuối cùng thì xin chào và hẹn lại các bạn, hãy nhớ đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh để luôn luôn cập nhật những cái thông tin thay đổi về xe, về giá xe mới nhất tới từ Top KVN. Xin chào và hẹn lại các bạn trong những video lần sau.